nói rằng chúng ta không bao giờ tách rời khỏi sự giác ngộ. Ngay cả vào những thời điểm khó khăn nhất, chúng ta không bao giờ xa lánh khỏi trạng thái thức tỉnh. Đây là một sự khẳng định mang tính cách mạng. Ngay cả những người bình thường như chúng ta với sự ngơ ngác và bối rối về cái trí giác ngộ được gọi là Bồ Đề Ông. Cây ơi, vốn đến từ đâu? Nhành cây uyên chuyên, lá vàng lung lay. Thân cây đứng vững giữa trời, hiên ngang sừng sừng vươn lên cao vời. Cành cây chậm nhánh sum xuê, ta đây chìm ngưỡng say mê không về. Thân cây toát nhẹ hương thơm, làm ta ngây ngân say như men nồng. Mỗi ngày ta lại đến đây để cho giây phút nhẹ nhàng thánh thơ. Nhìn dưới cây, cây ơi, cây có linh hồn, cho ta xin hỏi cây bao tuổi đời. Duyên ta đến ngắm cây xanh là cây phất phơ đông đương nhẹ nhàng. Bồ đề tâm luôn tồn tại trong chúng ta, ngay cả khi chúng ta cảm thấy bối rối và vô vọng. Chúng ta có thể thấy lời Phật dạy là khó tin, tuy nhiên sự thật là trong lúc chịu đau khổ, trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng ta có thể liên lạc với tâm Bồ Đề. Nó luôn luôn ở đó, trong đau đớn cũng như trong niềm vui. Mỗi ngày ta lại đến đây để cho giây phút nhẹ nhàng thánh thơ. Nhìn dưới cây, cây ơi, cây có linh hồn, cho ta xin hỏi cây bao tuổi đời. Duyên ta đến ngắm cây xanh là cây phất phơ phương. Bồ đề tâm như bầu trời rộng mở, luôn ở đây, không bị che khuất bởi những đám mây mờ. Nam mô Bồ Đề Tâm.
tâm.